Sống Đúng Sống Đẹp thứ năm mùng 9 tháng 5 2024. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Sống Đúng Sống Đẹp thứ năm mùng 9 tháng 5 2024. Chuyện xưa tích cũ. Sự tích Hoa Ngô Đồng. Ngày xưa tại một vùng nào đó có một người đàn ông đánh đàn rất hay. Tiếng đàn của người đàn ông hay đến nỗi ai nghe thấy cũng đều phải tấm tắc khen ngợi. Người đàn ông có một cây đàn hình dạng 5 cánh và khi ông gảy có đầy đủ những cung bậc cảm xúc vui, buồn, thương, giận, hờn. Người nghe tiếng đàn réo rắt. Tiếng đàn mà những người hát đều cảm thấy rất là hứng thú và người nghe cảm thấy rất là thú vị. Giống như bài hát giọng ca dị vãng. Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay phím nắn nót cùng đàn, từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ. Nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng nốt, và rồi hơn yêu em mỗi lần em hát sai. Em nũng nịu cười nói sai là tại anh, nhưng em nuôi mộng ước về tương lai. Hoa mai răng ngập nẻo đường em đi, rồi em đành chối tiếng giao hòa. Từ ly lạc khúc hát đau lòng sầu muôn lối, ai đang xây mộng gác vàng cao sang, ai đem cùng nhạc tiếng đàn reo oan. Lời ca ngày ấy đã xa rồi, mà sao còn chuốc mãi cung đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thay thế nắn nót cung đàn, từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dịu theo tiếng em. Và rồi hờn yêu không còn như ngày trước, và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai. Cùng lỡ dây trùng mấy ai đàn đứng sai. Đi đâu cây đàn cũng luôn được ông mang theo. Ông luôn muốn mình gặp được học trò có tài, có truyền nhân để truyền dạy nghề của mình. Và ông còn mong muốn sẽ tìm được người phụ nữ có thể chung sống trong quãng thời gian còn lại cuộc đời của mình. Một ngày kia, ông đã gặp cha con nhà nọ khi đi đò. Con gái của người đàn ông nọ mới 16 tuổi, nhưng lại có một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Đó là một nét đẹp trong sáng và cao quý lạ thường. Và cô gái ấy cũng rất thích đánh đàn. Và một ngày, người đàn ông nhận ra người con gái này đều có những phẩm chất của người phụ nữ mà ông luôn mong muốn. Nhưng lứa tuổi của ông thì lệch rất nhiều so với cô gái đang độ tuổi xuân. Chính vì thế mà ông đành giấu kín
nỗi lòng của mình. Ngày nào cho tôi biết tương tư. Ông đã biết tương tư là gì. Nhưng còn người con gái thì sao? Cô học trò ấy làm sao biết được thầy của mình đang thầm yêu trộm nhớ. Mỗi lần gửi lên tiếng đàn, có người nghe, có người thưởng thức, tri âm tri kỷ. Người đàn ông ấy, người thầy ấy vẫn ôm mối tình của mình lặng câm và cất tiếng hát với cây đàn. Ngày nào tôi biết tương tư. Ngày nào cho tôi biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Ôi biết đem tin này vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm nay với hết đọa đầy. À, áo em phơi bày, ngón tay em tiếng yêu không lời. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé, tình yêu là trái táo hương. Răng cắn vào miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường là trôi trong cuối cùng. Giấc mơ nào nùng vội cứ ôm mối tình câm ấy. Người thầy dạy đàn cho cô học trò. Rồi một hôm, ông chủ nhà xin thầy dạy đàn cho người con của bạn mình. Đó là một người có tài đánh đàn và chỉ cần nghe qua là nhớ mãi. Thấy vậy, ông thầy dạy đàn lại nghĩ rằng, ồ, biết đâu đây lại là người học trò mà ta hằng mơ ước. Được, cứ đến. Đưa người bạn, người con của anh bạn ấy đến đây để tôi coi. Nếu có khiếu, tôi sẵn sàng truyền hết tất cả ngón nghề của tôi cho. Lúc đó, cô gái 16 tuổi vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho thầy dạy. Cô cảm nhận được tình thương của thầy, nhưng vẫn chưa hiểu được rằng đó là tình yêu. Vẫn chưa cảm nhận được thầy mình thương mình bằng mối tình như thế nào. Một hôm, người bạn của chủ nhà đưa con trai đến, một cậu con trai 17 tuổi. Cậu con trai đánh thử cho ông thầy dạy đàn nghe, và ông vô cùng kinh ngạc, bởi đây là tiếng đàn mà ông chưa từng được nghe bao giờ. Một tiếng đàn sâu lắng, rất trong sáng. Từ đó, cô gái và chàng trai nhanh chóng trở nên thân thiết. Hai người hay trò chuyện, hay đi hái hoa cùng nhau. Và ông thầy dạy đàn vừa mừng vì thấy hai học trò mỗi ngày mỗi tiến bộ. Nhưng cũng rất đau khổ vì thấy
cô học trò của mình càng ngày càng thân thiết với cậu học trò. Chàng trai rất chịu khó tập đàn và mỗi ngày, mỗi tiến bộ, tiếng đàn rất có hồn, dễ đi vào lòng người với những giai điệu buồn, vui. Thế rồi, đôi trai gái ấy đã yêu nhau lúc nào không hay. Thấm thoát, đã 2 năm trôi qua, cô gái ngày càng xinh đẹp và chàng trai thì ngày càng tài năng hơn. Không chỉ có tiếng đàn, anh còn tự mình viết lên những bản nhạc viết từ trái tim rất gần gũi với cuộc sống. Rồi một ngày, nhà vua tổ chức cuộc thi chọn người tài giỏi. Người thầy đưa 2 học trò của mình đến kinh thành để dự thi. Sau mấy ngày thi, cả 2 học trò của người thầy đều được khen thưởng. Chàng được chọn làm người trẻ tuổi đánh đàn hay nhất và cô gái được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Mọi 2 người ấy đi đến đâu, các bạn trẻ đều vỗ tay và tán thưởng khi họ đàn, họ hát với nhau. Thật là một cặp đôi hoàn hảo. Ồ, hay quá, thật hay quá, đàn hay quá. Ồ, hay quá, ồ, hay quá, ồ. Sau khi bữa tiệc chiêu đãi ra về, nhà vua ra lệnh mời thầy dạy đàn vào để gặp vua. Nhưng người thầy đã ra đi và để lại cho 2 học trò của mình một bức thư. Trước lúc người thầy đi xa, ông đã quay lại từ biệt chủ nhà và thông báo chuyện đoạt giải của chàng trai và cô gái. Tôi phải ra đi, không biết bao giờ trở lại. Xin chào ông, cũng gửi lời chào và chúc mừng ông vì 2 cô cậu, 2 đứa học trò ưu tú của tôi đã đoạt giải và được nhà vua khen thưởng, đang được chiêu đãi ở hoàng cung. Nhưng tôi phải về vì có chuyện phải ra đi, chắc không có ngày trở lại. Đêm hôm đó, ông ra đi và một mình ngồi trên bãi cát ven sông. Dòng sông như sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Vừa uống rượu, ông vừa ôm cây đàn vào lòng, đánh lên những âm thanh đầu tiên của làn điệu đang ngân nga trong lòng ông. Rượu ngon, trăng sáng, ông chìm đắm trong tiếng đàn và cảm thấy mình như đang chơi vơi giữa lưng trời ở con sông đang sáng rực. Ông lại một mình hát lên bài hát "Ngày nào tôi biết tương tư", vừa hát vừa đàn cùng với những giọt nước mắt. Chỉ có ánh trăng, chỉ có tiếng gió, chỉ có bóng đêm là người bạn đồng hành với người đang tương tư. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé, tình yêu là trái táo ơi. Tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường là trôi trăng cuối cùng. Giấc mơ lão nùng vỗ ông đã ghé răng cắn vào, ông đã thấy vị đắng, vị ngọt của tình yêu. Ông đã thấy một giấc mơ não nùng với vội tan vì cô học trò ấy đã có được người bạn đời của mình. Xứng hợp, chắc chắn xứng hợp với ông. Lúc đó thì chàng trai và cô gái về tới nhà. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, ông đã trở dậy và âm thầm ra đi không cho một ai hay biết.
Thế nhưng vẫn có một người hay biết, có một người có một cái linh cảm, giác quan của người phụ nữ. Người ấy biết, đó là cô gái, cô học trò. Cô lặng lẽ nhìn người thầy ra đi trong sương sớm. Cô khẽ ôm lấy mặt để khỏi bật khóc và đưa tay lau hai giọt nước mắt vừa trào ra. Sau một thời gian, một hôm, có người mang cây đàn và bình rượu của thầy dạy đàn đến biếu ông chủ nhà và cho biết đây là cây đàn và bình rượu của thầy dạy đàn. Tôi xin gửi lại cho ông làm kỷ niệm. Đây là kỷ vật của thầy, vì thầy đã ra đi vĩnh viễn, không còn trở lại, cũng không còn sử dụng cây đàn và uống bình rượu này nữa. Xin gửi lại kỷ vật của thầy cho hai người học trò. Cả ba đều vô cùng buồn bã khi biết được tin này. Trước khi chết, người thầy luôn đánh một bản nhạc quen thuộc rất hay của mình. Chàng trai muốn đánh lại bản nhạc của thầy, rồi chàng cầm đàn xo dây. Tiếng đàn cất lên làm mọi người rất xúc động. Sau đó, ông chủ nhà cùng chàng trai và cô gái lập bàn thờ và bia ở trong vườn. Cây đàn và bình rượu được treo ngay cạnh bàn thờ của người thầy. Một bình rượu đầy, một loại rượu mà người thầy vẫn hay uống khi còn sinh thời. Vào một ngày mùa xuân, khi mọi người ra thắp hương cho người thầy, ai nấy đều bất ngờ khi trong miệng của bình rượu mọc lên hai chiếc lá còn to khỏe vươn dài. Rồi một thời gian sau, cái cây trổ hoa, hoa có màu đỏ tươi, năm cánh nhỏ xíu đụng vào nhau, nhìn xa như là những vết máu đỏ li ti. Mọi người gọi đó là hoa ngô đồng. Ngày nay ở nước ta, cây hoa ngô đồng được trồng tại Huế. Trong đại nội ở Huế hiện nay có rất nhiều cây hoa ngô đồng. Đến với Huế vào tháng 2 đến tháng 5 âm lịch, bạn sẽ được ngắm, thưởng thức một loài hoa đẹp này. Thế nhưng khi người ta thưởng thức loại hoa đẹp này, có mấy ai biết về sự tích của hoa ngô đồng đầy u buồn này? Một sự tích hoa mang nhiều đau thương, niềm thương, nỗi nhớ, đó là hoa ngô đồng. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, câu chuyện thì hơi buồn. Nhưng mà từ cái buồn ấy chúng ta có thể rút ra những bài học. Đó là mới là điều quan trọng. Dù câu chuyện ấy buồn, dù câu chuyện ấy vui, điều quan trọng là cái vui, cái buồn ấy có đem lại cho tôi bài học nào khi tôi nghe câu chuyện đó hay không. Cho nên nhiều người khi mà nghe tôi giới thiệu, đây là cái máy radio chuyện xưa tích cũ, nói ôi trời trời, thôi con tưởng lòng thương xót thì con lấy như bài giảng, con thích nghe bài giảng lòng thương xót, chứ chuyện xưa tích cũ thì đầy trên mạng. Tôi nói khúc đầu thì đầy, khúc sau thì không. Chuyện xưa tích cũ đầy trên mạng, đọc tiếp. Tôi cúi để chữ nhỏ, chuyện xưa tích cũ trong lòng thương xót. À, cái này thì không ai có, này hàng đọc. Tôi để to để cho người ta tưởng cái gì quý thì phải giấu đi, phải nhỏ nhỏ chứ. Khoe hết ra nó. Có bên trung tâm một vụ công trang mới ai cho tặng sợi dây chuyền vàng đeo vô nhà cơm khoe. Nói cất đi có chết đó. Còn sao vậy? Báo mới đăng cái bà già cái đeo sợi dây nó cắt cổ. Cắt cổ xong nó cầm sợi dây. Nó còn cái xong nó còn quay lại, nó còn tát cho mấy cái. Nó bảo đeo đồ giả mà ông còn đeo làm ta mất công ty dịch. Cho nên là thôi, hàng quý thì cất giấu. Chuyện xưa tích cũ trong lòng thương xót. À, trong lòng thương xót. Từ cái câu chuyện này rút ra được bài học nào về lòng thương xót của Chúa nơi câu chuyện ấy và đem áp dụng vào trong cuộc sống của mình ngày hôm nay, không còn là xưa, không còn là cũ nữa, mà là mới, mà là hôm nay, chứ không phải ngày xưa, không phải cũ mà là mới. Những bài học mới rút ra từ câu chuyện xưa tích cũ của ngày hôm nay
để sống lòng thương xót như thế nào. Đó là nội dung của chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót. Mà nói thật với anh chị em có tìm trên mạng đủ mọi thứ, câu chuyện. Người ta có thể những câu chuyện có thể đọc được, rồi có thể câu chuyện mà đọc bằng chữ ấy, có thể nghe người ta đọc lại, ta kể lại, rồi cũng có thể người ta làm thành những bộ phim, phim chuyện sư tích cũ có, rồi cũng có vở kịch chuyện sư tích cũ có, đủ mọi thể loại, văn, thơ, nhạc, kịch đủ hết, phim, chuyện đủ hết. Nhưng đố ai mà tìm ra chuyện sư tích cũ? Trong lòng thương xót. À, tôi chấp hết. Trong tất cả mọi trang web, đạo cũng như đời, làm gì ra được chuyện sư tích cũ mà trong lòng thương xót. Cho nên mấy người nghe giới thiệu chuyện sư tích cũ giật, chưa thấy điện giật vì chưa cắm điện, vừa mới cắm vào trong lòng thương xót, giật lên, giữ tay liền. Và có nhiều khi hết sạch, tôi tái bản nhiều lần mà vẫn không có đủ. Vì nghe thú vị lắm thưa anh chị em, chúng tôi kể cũng không kể, đọc nguyên văn. Thường câu chuyện nguyên như thế nào thì người ta đọc nguyên văn như thế, có thể nhấn nhá, nhưng mà đây thì tôi thêm mắm, thêm muối, thêm ớt, thêm tiêu, thêm tỏi vào, có ca, có hát, có cười, có vỗ tay, có la lối, đủ mọi thứ hết. Dưới mấy người bên nước ngoài nói cảm ơn các bạn phục vụ cha là những khán giả rất tuyệt vời, khi mà kể chuyện sư tích cũ, các bạn hú, các bạn hét, các bạn vỗ tay cứ như là thật. Thưa anh chị em, là người ta hấp dẫn, người ta hấp dẫn. Cho nên có thể nói là bài giảng lòng thương xót được trình bày qua những câu chuyện xưa tích cũ. Đây là một bài giảng về lòng thương xót Chúa mà. Nhưng mà giảng dưới hình thức là kể chuyện. Giống như Đức Giê-xu, Ngài bắt đầu bằng câu chuyện nước trời giống như người đi buôn, nước trời giống như cái lưới thả xuống biển, nước trời giống như là năm cô khởi dạy, năm cô khôn ngoan đi đón chàng rể. Chúa Giê-xu có tài kể chuyện. Mà mình giảng mình không biết sử dụng cái đó, uổng quá. Mình toàn nói suy niệm, suy luận cao siêu, thần học, triết học gì đó, cao vời, khôn với không. Mà Chúa Giê-xu bậc thầy, tôi bắt chước Chúa Giê-xu, tôi theo chân Chúa Giê-xu, làm chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót. Vì thế mà câu chuyện dù nó có vui, dù nó có buồn, nhưng điều quan trọng là rút ra được bài học gì. Thứ nhất là mình thấy đang là trong tháng 5 là tháng gì? Tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Chúng ta có thể dâng hoa lan, hoa mai, hoa sen, hoa cúc, đủ mọi thứ hoa dâng mẹ. Nhưng mà có biết được ý nghĩa của loài hoa này không? Có biết được ngôn ngữ của loài hoa không? Khi mình cầm một bông hoa, mình dâng một bông hoa mà biết được ý nghĩa của nó, thú vị lắm. Biết được tại sao nó là như thế, tại sao nó màu như thế, và cái câu chuyện ở trong cái hoa đó nó giúp cho mình được sống như thế nào trong lòng thương xót của Chúa. Lúc đó mình dâng hoa nó khác lắm, khác lắm. Cho nên tháng hoa, tháng Đức Mẹ, chúng ta dâng lên mẹ những bông hoa. Hôm nay là ngày mùng mấy? Mùng 9. Vâng, còn mấy ngày nữa thôi, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật là ngày 12 tháng 5. Mời anh chị em và các bạn đến Cà phê Khát vọng lòng thương xót lúc 6 giờ chiều để cùng với chúng tôi dâng hoa lên cho mẹ với bài ca, tiếng hát, điệu múa, cử điệu, với tất cả những gì mình có thể có được, và dâng lên mẹ cả những món quà gạo, mì, nhu yếu phẩm, dâng lên mẹ cả những món quà sách, máy ảnh, chuỗi, rồi dâng lên mẹ cả những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, và dâng lên mẹ cả những tội lỗi của chúng ta nữa trong thân phận con người. Đêm hôm đó với chủ đề là mẹ và hoa, thì những bông hoa ấy mỗi người có thể dâng lên mẹ. Hoa tươi có, hoa lòng có, hoa hy sinh có, hoa thương xót có, đến để dâng lên cho mẹ. Và anh chị em sẽ thấy rằng là mình dâng lên cho mẹ rồi lại nhận được từ nơi mẹ. Cái hay ở chỗ là đến đêm diễn nguyện bao giờ cũng có được ăn, được nói, được gói mang về sướng. Không bán vé, nhiều nơi tổ chức diễn nguyện
mà tôi thấy cái chương trình có 5 bài hát mà tới 10 bài diễn văn phát biểu với lại cảm ơn với lại nghi thức gì rồi. Chắc người ta đến tham dự người ta mệt mỏi lắm, tại vì cứ nguyên cái kính hết nửa trang rồi, kính thưa kính, tôi có mỗi cặp kính mà đeo còn mệt, mà bằng đó kính đeo gì nổi. Thậm chí có nơi họ phải góp ý bên xã hội nhà nước, họ góp ý là những bài diễn văn thì xin vui lòng là kính thưa một lần thôi, kính thưa rồi, thí dụ kính thưa ông chủ tịch rồi bà chủ tịch rồi cháu chủ tịch rồi thím chủ tịch gì đó, thí dụ ấy, chứ đừng có từng kính thưa xong lại kính thưa lại kính thưa lại, như kính thưa đức cha rồi quý cha quý sơ tu sĩ vậy được rồi, còn kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính thưa quý vị, kính thưa quý em, quý cháu, quý bà, kính thưa nhiều thứ kính quá nó mất mệt mỏi. Cho nên anh chị em đến tham dự sẽ cảm nhận được rằng là mình đến không phải là đi xem, không phải là đi ngó, không phải là đi coi, mà là cùng tham dự, dự phần trong đó, dự phần vào đó với tất cả con người của mình, cả thân xác, cả linh hồn, cả lời ca, cả tiếng hát, cả cử điệu, gọi là dìm vào trong đó, dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa đó. Đến nơi mình phải dìm vào trong đó, chìm vào trong đó, để hội nhập vào trong đó, hòa nhập vào trong đó, gọi là hiệp hành. Mình cứ dùng chữ hiệp hành, hôm giờ không thấy ai nói lại, tôi nói lại, hiệp hành là như vậy. Hiệp hành là cả thân xác, cả linh hồn, đồng cảm. Như thế mới gọi là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện, có khi đi dâng hoa mà chả thấy cầu nguyện được tí gì cả, vì thì mình đi mình nhìn không à? Mình ngồi mình coi không à? Rồi coi, ô con này áo đỏ đẹp, con kia áo xanh xấu, đoàn này đồng phục, đoàn này thì thế này thế kia. Không, chuyện hay hay dở, đẹp hay xấu không quan trọng. Điều quan trọng là mình nhập vào đó, hội nhập vào trong đó, hòa nhập vào trong đó, dìm mình vào trong đó. Cho nên tôi lấy một bông hoa mà có lẽ chúng ta ít thấy, mà có ai mà dâng hoa ngô đồng lấy Đức Mẹ bao giờ đâu chứ. Mà nếu mình thấy ý nghĩa của loài hoa, ý nghĩa câu chuyện thấy tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là mối tình lặng câm của người thầy. Mối tình lặng câm của người thầy. Yêu mà không muốn chiếm đoạt. Vì biết rằng lứa tuổi của mình nó lệch, và cũng vai trò người thầy với học trò cũng khó chấp nhận. Nhưng mà tình yêu mà đâu có phân biệt tuổi tác, tình yêu đâu có phân biệt giai cấp, tình yêu đâu có phân biệt tôn giáo. Đã là tình yêu thì không có sự phân biệt. Nhưng mà người thầy ấy biết cái giới hạn, cho nên không muốn chiếm đoạt cô học trò ấy, và sẵn sàng hy sinh. Yêu là hy sinh cho người mình yêu, dạy cho cô ấy. Rồi nếu mà thầy ấy là người ích kỷ, có nhận cậu học trò không? Không. Mày có tài mấy thì tài, giỏi mấy thì giỏi, chứ xin lỗi, vô mình sơ rớ học trò của tao, hàng độc quyền của tao mà. Thầy có quyền không? Có mà. Có sai không? Không sai. Cứ để vậy thôi. Hàng trưng, không sờ, không ngắm, không mang về. Được không? Được chứ, hàng ngày thầy cứ nhìn nó, cứ nhìn cô học trò đó được rồi, tình yêu thầm lặng thôi. Ghé, không có ghé răng cắn vào. Mà ghé răng cắn vào là miệng môi ngọt đắng, chắc chú ê chề. Không, cứ để nhìn được mà. Sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Và yêu là muốn điều tốt đẹp cho người mình yêu. Nếu người yêu ấy gặp được một người xứng hợp, sẵn sàng tác hợp, dám hy sinh, dám làm, muốn làm điều tốt đẹp cho người mình yêu. Yêu là nghĩ, là muốn, là nói, là làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu. Nếu hỏi tôi định nghĩa tình yêu là gì, là như vậy. Yêu như Chúa yêu, đó là như vậy. Là nghĩ, muốn, nói, làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu. Ông thầy ấy đã làm như thế đấy. Sẵn sàng để cho cậu học trò ấy làm quen với cậu học trò mới. Mặc dù nhìn chúng nó lớn lên, nhìn chúng nó phát triển, nhìn chúng nó tài năng càng rộ lên, càng thân thiết với nhau, thì một nửa vui, một nửa thì nát tan cõi lòng.
Từ đó tôi nghĩ có một người cũng giống như vậy, đối với lại Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng là người mà hát bài tương tư rất nhiều, cũng là người tình lặng câm, yêu ta, chết vì ta, đền thay tội lỗi cho ta, cũng nghĩ muốn làm tốt cho người mình yêu, mà nó có nhận ra hay không? Mà nó nhận ra rồi nó có đáp lại hay không? Thường thì người ta không nhận ra, có nhận ra thì người ta cũng không có đáp lại. Biết là người ta yêu mình đó, nhưng mà không đáp lại tình yêu ấy, vì mình còn chạy theo nhiều cái thứ khác, nhiều cái ngon hơn là người tình Giêsu. Đó là tiền, đó là tài, đó là danh, đó là lợi, đó là thú, biết bao nhiêu thứ chứ. Trước khi kể câu chuyện này, chúng tôi ngồi là tản mạn với các anh em trong cà phê Khát Vọng. Nói trời, cứ mỗi tháng cứ phải bù lỗ này, không biết đến bao giờ. Bảo có cách nào không bù lỗ? Bảo cũng có cách không bù lỗ, là nếu mình hoàn toàn đặt chuyện kinh doanh là chính. Bảo như thế nào? Thì bây giờ phải chạy theo giới trẻ, nó mở quán nó phải những cái hình ảnh, rồi những cái đồ ăn thức uống, mọi cái ca nhạc các thứ nó phải theo cái trào lưu của người trẻ bây giờ. Họ đến họ phải thấy mình toàn những cái mô típ trẻ trung, rồi chạy theo thời đại cái này thế khác. Bảo thì con làm, họ không làm được, họ phải đến họ tham quan, rồi đến họ coi coi mình có phù hợp với giới trẻ, rồi mới cho mình vào cái app, để rồi họ mới quảng cáo hàng mình lên, rồi người ta mới đến quán cà phê mình, rồi mình mới đem cà phê đem về thứ. Nhưng mà con làm chưa? Bảo tụi con làm rồi, bảo ba lần rồi, ba hãng nó đến nhìn thấy, trước tiên nó nhìn thấy tượng lòng Chúa Giêsu, nó dội, nó bảo nó nhà thờ mà quán gì. Cái nhóm thứ hai nó đến nhìn thấy đại đức mẹ, nó bảo đây là đức mẹ chi quán gì. Bảo nếu mà giới trẻ nó đến thấy tượng đại đức mẹ, thấy đầy lòng thương xót này, nó dội xong nó dám vô nó ăn chơi, nó nghĩ rằng đây là nơi cầu nguyện nghiêm trang, họ sợ không dám đến, vì người ta vẫn còn quan niệm rằng là Chúa là ở nơi thánh thiêng, ở trong nhà thờ. Tự nhiên thì Chúa chạy ra ngoài đây, Chúa chơi thế nào được mà chơi. Chúa mình cười thật ấy, đức mẹ cũng sao vậy, đứng trên đài nghiêm trang lại chạy ra cái quán cà phê mà đứng như thế nào, ta vẫn không có tưởng tượng được. Bạn hiểu không ạ? Cho nên người ta không có thể nghĩ rằng là quán cà phê mà có tượng đài lòng thương xót, có suối nước đức mẹ. Lúc mà tôi nói ai cũng cứ ngớ ra, bảo thật không mẫu, thì đến mà coi chứ tôi nói sao giờ. Họ không tin, tôi nói còn chưa tin thì làm sao mà người ta dám tin rằng là ở đây là nơi mà mình có thể thư giãn, có thể uống cà phê, có thể nghe nhạc, có thể hát, có thể đàn, có thể cầu nguyện, có thể đọc sách, có thể ngồi lặng lẽ một nơi này được mà. Họ không thể tưởng tượng được. Cho nên là hai ba nơi họ không nhận quảng cáo và không nhận cho vào cái app, phải vô cái app đó thì mới người ta mới biết được. Chứ còn tự mình mới lên chẳng ai biết mà cũng chẳng ai đến. Bây giờ cái gì nó cũng phải làm vào trong một cái group, trong một cái tổ chức, trong một cái tập đoàn nữa. Cho nên lắm lẽ cá nhân không làm được. Tôi nói vậy thì giờ tính sao? Thì bây giờ lựa chọn thôi. Một là theo người tình Giêsu hay là theo người tình tiền đô la vậy thôi. Tình Giêsu hay tình tiền vậy thôi. Mình phải lựa chọn thôi. Cho nên mấy anh em trong quán vậy, nhiều khi ngồi cũng suy nghĩ là hay là bây giờ mình xách xe mình đi bán rong, hay là mình bày ra ngoài bán ở quán thế này thế kia, quảng cáo này khác. Bảo nếu mà như vậy thì mình lại mất cái mục đích ban đầu của mình rồi, là nơi để người ta đến, người ta thư giãn, để người ta cầu nguyện, để người ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ không gian thông thoáng. Ở đâu tìm ra một nơi mà có thể vừa ngồi bên ly cà phê mà có thể cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ được. Chiều này nhá. Chiều này lễ không? Cầm ly cà phê, cho tôi cho mượn cái bình cà phê. Rồi đi cầm ở trong nhà thờ. Ngồi xong rồi rót ly cà phê, vừa kinh Maria xong uống ly cà phê. Có ông chùa mà có cho không? Thì cũng cho đến một trại tâm thần. Thì
có nhiều vị coi livestream, coi xong những người gọi là có chức, có địa vị, có trách nhiệm, coi xong nó gật gù bảo được, được, như này thì mới cuốn hút được giới trẻ. Vì các vị dự những buổi diễn nguyện ở trong các nhà thờ, dường như là giới trẻ rất vắng. Đa số là những người đạo đức, mà là các ông, các bà, hay là các chị, hay là người lớn. Còn mà cuốn hút giới trẻ để mà đến ngồi 3 tiếng đồng hồ như vậy, mấy ngài bảo khó. Có khi dân hoa cả 100 người, có khi cả 200 người, mà số người dân hoa nhiều hơn số người coi. Bao nhiêu giới trẻ vua tập trung dân hoa hết rồi, giới trẻ dưới không còn ai nữa. Khó. Cho nên các ngài coi, các ngài bảo làm được. Nhưng mà mình chỉ là một người vô danh tiểu tốt thôi. Mình đâu có quảng cáo gì được ở trên những tổ chức về mặt giáo hội được. Thôi cứ lặng lẽ âm thầm làm như vậy đi. Cứ lặng lẽ âm thầm làm như vậy đi, làm những bông hoa. Chúng ta thấy bông hoa tí xíu, nhỏ bé tí. Hoa ngô đồng. Thế không ạ? Lặng lẽ như người thầy vậy. Như người thầy cứ lặng lẽ cho học trò nó lớn lên, nó giỏi lên, nó đẹp, nó khôn, nó ngoan, đủ mọi thứ. Còn người thầy lặng lẽ rút vào bóng tối, chấp nhận thua thiệt, như là Giê-xu cứ ngồi ở trong, xin lỗi, bảo ngồi trong nhà tạm, cứ lặng lẽ ở trong nhà tạm. Nào nó đến thì nó đến, nào nó biết hay nó nhớ thì nó đến thăm chúc. Mấy người đến? Không ai đến. Bây giờ mà nhà tạm có mình thánh hay không có mình thánh, người tạm chẳng cần quan tâm. Vì có cất hết mình thánh đi xong cứ để đó, người ta vẫn cứ tưởng có Chúa, người ta vẫn đến cúi đầu suy sụp như thường. Thế thì từ cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng là người thầy đó là người thầy Giê-xu đấy. Vẫn cứ hát bài ngày nào tôi biết tương tư. Cứ tôi biết yêu em rồi, biết yêu con rồi, biết yêu bạn rồi, biết yêu từng người chúng ta rồi. Mà ta có yêu Ngài hay không? Ta có đáp lại Ngài hay không? Hay là lại chạy theo người khác để thầy lặng lẽ rút lui? Thế là cô học trò đó đi với anh chàng xứng hợp hơn. Này đi với ông tiền ngon hơn phải không? Cô này đi với bà sắc phải không? Còn ông kia thì đi với chú danh. Còn ông con kia thì đi với cái gì? Cái con thú. Danh, lợi, tiền, tài, thú, tất cả cái đó. Để cho thầy Giê-xu vẫn cứ ôm cái đàn lặng lẽ một mình. Với trăng, với sao, với nước, với núi, với thiên nhiên mà chả thấy con người nào hết. Chả thấy con người nào hết. Vì thế mà chúng tôi cố gắng làm những đêm diễn nguyện làm sao để cho anh chị em cảm nhận được qua tiếng đàn, qua tiếng hát, thầy Giê-xu vẫn đang hát giữa đời với ta. Thầy Giê-xu vẫn đang nắn nót như bài lời ca, giọng ca dĩ vãng. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thay thế nắn nót cung đàn? Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và rồi hờn yêu không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cung lỡ dây trùng mới ai đàn đừng sai. Còn ai nữa để mà nắn nót tiếng đàn tiếng hát cho mình? Nếu mình bỏ thầy Giê-xu, ai sẽ là người mà nắn nót cuộc đời của mình cho tốt hơn, cho đẹp hơn? Không còn ai đâu. Mỗi lần mà em buông tiếng hát thì anh nắn tiếng đàn, và để cho tiếng hát của em tập cho em hát đúng với cung đàn, đúng với nhịp, đúng với cung. Bây giờ bỏ rồi, ai giúp em để mà nắn nót tiếng hát của em đúng cung đúng nhịp đây? Không có ai đâu. Nhưng mà mình coi thường lắm. Mình thấy tiền ngon hơn chứ. Chúng tôi cũng bị cám dỗ vậy. Thôi cha ơi, vì mình cho các anh em ra tung làm kinh doanh đi. Mỗi đứa đi chạy cái này, chạy cái kia, rồi quảng cáo này khác, để mình thu lợi nhuận. Thì tiền thì có thể vào đó. Nhưng mà liệu trong lòng anh em còn thầy Giê-xu hay không? Đó mới là cái vấn đề. Đó là cái trăn trở. Đó mới là cái bức xúc. Đó là cái nỗi niềm. Tôi cũng có thể, và tôi biết kinh doanh mà, tôi có đầu óc kinh tế mà,
tôi biết là lợi làm lợi mà tôi biết làm ra tiền mà. Nhưng mà tôi đấu tranh, tôi đấu tranh, chịu thiệt. Tôi nói bây giờ cái gì cũng ế. Tôi nói có một thứ không ế. Thế em nói cái gì không ế thì cho thử kinh doanh coi. Có cái gì không ế? Đại lòng thương xót. Mấy chục ngàn cái cũng hết. Bao nhiêu ngàn cái nó cũng hết. Mà toàn những người vùng sâu vùng xa, toàn những người nghèo, toàn những người bệnh, toàn những người ngoại đạo. Còn những người giàu có, quyền hành, chức tước, địa vị, chẳng ai khao khát tha thiết gì với Thầy Giê-xu, với mấy mấy bài giảng lòng thương xót. Cho nên hàng được người ta đón nhận ào ào ở vùng sâu vùng xa, đưa những hình ảnh, đưa những thước phim về, sướng lắm thưa anh chị em. Rồi họ được ơn quay trở về, được ơn hoán cải, được ơn đón nhận. Và có những giám mục, có những linh mục rửa tội cho những người mà nhờ nghe đài lòng thương xót Chúa, họ đến xin học đạo và học dạy giáo lý, rồi họ quay trở về được lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhiều lắm thưa anh chị em. Và đó là điều mà tôi bảo, nếu mà về mặt kinh doanh tôi lợi. Lợi vì Chúa nói được lợi lãi cả thế gian mà thịt mất linh hồn thì còn gì, ích gì đâu, chẳng ích gì cả. Vậy thì tôi có thể lợi lãi cả thế gian chứ, nhưng mà tôi mất linh hồn. Vậy thì tôi có thể nói ngược lại là tôi được một linh hồn, có nghĩa là tôi lợi lãi hơn cả cái thế gian này. Nếu nói ngược lại, một linh hồn đã bằng cả thế gian này mà cộng lại, vậy thì tôi được 5, 10, vô số linh hồn, thì thế gian này của cái chức tước địa vị có là gì đâu. Vậy thì các bạn có thấy mình lời hay lỗ? Lời vô kể, lời không đếm được. Lời không đếm được. Mà cái lợi trước tiên là lợi cho chính bản thân mình. Vì ai đưa một người quay trở về, Kinh Thánh nói, ai đưa một người quay trở về thì cứu được linh hồn của mình và được tha thứ tội lỗi. Sướng không? Sướng chứ. Thì cuộc đời của mình cuối cùng chỉ mong được rỗi linh hồn thôi, được Chúa tha thứ tội lỗi và cho mình được hạnh phúc đời đời thôi. Còn có làm giáo hoàng, làm tổng thống mà mất linh hồn thì ích gì? Được lợi lãi cả thế gian này cơ mà, chứ đâu phải là chỉ có tổng thống và giáo hoàng. Được lợi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Mà bây giờ có một cách tốt nhất, duy nhất tôi có thể làm được là đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa để người ta được quay trở về. Người ta được cứu thì tôi cũng được cứu. Sướng chưa? Giúp người hóa ra là giúp mình. Giúp người là giúp mình. Giết người cũng là giết mình. Thôi. Cho nên tôi thấy mình đang sướng quá mà đang lời quá mà ngồi đâu mà than gì đâu. Hôm 1, 2, 3 vô đi. 1, 2, 3. Vô. Xin chúc anh chị em và các bạn mãi mãi được lợi trong lòng thương xót Chúa, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Hãy là những bông hoa ngô đồng bé tí xíu đi. Hay là những người học trò mà luôn nhớ đến Thầy Giê-xu của mình đi. Hãy là những cô bé mà để Thầy Giê-xu nắn nót cuộc đời của mình, như là nắn nót tiếng hát tiếng đàn. Hãy đến với Thầy Giê-xu, đừng để Thầy phải hát bài "Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Ôi biết đem tin này vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy. Rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ.